Tôi xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sang chủ đề 21, sự nóng chảy và đông đặc. Chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học. Phần đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó là sự nóng chảy. Vậy sự nóng chảy là gì? Các em hãy quan sát hình bên dưới. Hình đầu tiên là hình ảnh một ngọn nến đang cháy. Khi ta đốt nến lên, dưới nhiệt độ của lửa sẽ làm cho sáp từ từ tan chảy ra. Hình ảnh kế bên là hình ảnh nước đá. Khi ta đem nước đá từ trong tủ lạnh ra bên ngoài, dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ làm cho nước tan ra và chuyển hóa thành thể lỏng. Vậy sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Thí nghiệm chúng ta gồm những dụng cụ như sau: đèn cồn, bình nước, ống nghiệm đựng băng phiến đã được tán nhỏ, và cuối cùng là nhiệt kế. Ở đây chúng ta sử dụng nhiệt kế thủy ngân, sẽ có giới hạn đo từ 0 độ C cho đến 100 độ C. Chúng ta tiến hành thí nghiệm dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến. Khi nhiệt độ của băng phiến lên tới 60 độ C thì cứ sau 1 phút ta lại ghi nhiệt độ một lần và nhận xét về thể của băng phiến. Thể ở đây là thể rắn hay thể lỏng, vào bảng theo dõi. Cho tới khi nhiệt độ của băng phiến đạt 86 độ C thì chúng ta sẽ dừng lại. Sau khi tiến hành thí nghiệm, bây giờ các con hãy quan sát bảng kết quả thí nghiệm bên dưới. Ta thấy từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 7 thì nhiệt độ của băng phiến đang tăng từ 60 độ lên đến 79 độ C, và thể của băng phiến lúc này là thể rắn. Tiếp tục từ phút thứ 8 cho đến phút thứ 11, lúc này nhiệt độ của băng phiến là 80 độ C và không thay đổi. Băng phiến lúc này đang tồn tại ở hai thể, rắn và lỏng. Vậy trong quá trình từ phút thứ 8 cho đến phút thứ 11 là khoảng thời gian mà băng phiến đang chảy ra. Vậy khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian mà băng phiến nóng chảy. Và trong suốt quá trình nóng chảy thì nhiệt độ của băng phiến hoàn toàn không thay đổi, đều là 80 độ C. Và sau khi nó nóng chảy hoàn toàn thì lúc này nhiệt độ của băng phiến lại tiếp tục tăng dần. Và lúc này băng phiến hoàn toàn ở thể lỏng là từ phút thứ 12 cho đến phút thứ 15. Từ cái bảng kết quả thí nghiệm này chúng ta sẽ rút ra được nhận xét như sau. Thời gian bắt đầu nóng chảy của băng phiến là từ phút thứ 8. Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là 80 độ C. Trong suốt quá trình nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. Trong quá trình nóng chảy, băng phiến tồn tại ở hai thể, rắn và lỏng. Từ bảng kết quả thí nghiệm thì cô có được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến. Bây giờ các em chú ý vào đồ thị. Ở đồ thị sẽ có hai cột. Cột thẳng đứng sẽ là cột nhiệt độ. Cột nằm ngang sẽ là cột thời gian. Thời gian của mình là từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 15. Nhiệt độ của mình là từ 60 độ C cho đến 86 độ C. Đường biểu diễn là đường thẳng, được nối từ 3 màu: màu xanh, màu đỏ và màu đen. Đoạn thẳng màu xanh là đoạn thẳng từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 8, nhiệt độ của băng phiến tăng từ 60 độ C cho đến 80 độ C. Lúc này cô biểu diễn bằng đoạn thẳng nằm nghiêng vì nhiệt độ lúc này đang tăng lên. Và băng phiến hoàn toàn ở thể rắn. Sang giai đoạn thứ 2 là từ phút thứ 8 cho đến phút thứ 11. Lúc này nhiệt độ của băng phiến hoàn toàn không thay đổi, đều là 80 độ C, nên sẽ được biểu diễn bằng đoạn thẳng nằm ngang. Lúc này băng phiến sẽ tồn tại ở hai thể, rắn và lỏng. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn được biểu diễn bằng đoạn thẳng nằm nghiêng, màu đen, là giai đoạn xuất phát từ phút thứ 11 cho đến phút thứ 15. Nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng từ 80 độ C đến 86 độ C. Lúc này băng phiến hoàn toàn ở thể lỏng. Chúng ta tiếp tục sang phần 2 la mã sự đông đặc. Vậy sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
khi ta đưa một cốc nước vào trong tủ lạnh, sau một khoảng thời gian thì nước sẽ chuyển thành nước đá. Vậy đó chính là sự đông đặc. Chúng ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm để kiểm tra về sự đông đặc của băng phiến. Sau khi đã đun nóng băng phiến như thí nghiệm ở hình 24.1, khi nhiệt độ của băng phiến đã lên tới 90 độ C, thì chúng ta bắt đầu tiến hành tắt đèn cồn và lấy ống nghiệm đựng băng phiến ra khỏi nước nóng và để cho nhiệt độ của băng phiến giảm dần, và lúc này băng phiến cũng sẽ nguội dần. Khi nhiệt độ của băng phiến giảm đến 86 độ C, thì lúc này chúng ta bắt đầu ghi nhiệt độ và thể của băng phiến. Cứ sau 1 phút ta sẽ ghi nhiệt độ và thể của băng phiến một lần. Cho đến khi nhiệt độ của băng phiến giảm đến 60 độ C, thì chúng ta sẽ được bản kết quả thí nghiệm như hình 25.1. Sau khi tiến hành thí nghiệm thì chúng ta được bản kết quả thí nghiệm. Các em hãy quan sát, ta thấy từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 3 thì nhiệt độ của băng phiến đang giảm từ 86 độ C thành 81 độ C. Lúc này băng phiến đang tồn tại ở thể lỏng. Tiếp tục từ phút thứ 4 cho đến phút thứ 7, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi và băng phiến lúc này tồn tại ở hai thể lỏng và rắn. Vậy trong quá trình từ phút thứ 4 cho đến phút thứ 7 là khoảng thời gian băng phiến đang đông lại. Đây chính là khoảng thời gian mà băng phiến đông đặc. Và trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến hoàn toàn không thay đổi, đều là 80 độ C. Và sau khi nó đông đặc hoàn toàn thì lúc này nhiệt độ của nó lại tiếp tục giảm từ 79 độ sang 60 độ, là từ phút thứ 8 cho đến phút thứ 15. Lúc này băng phiến hoàn toàn ở thể rắn. Từ đây chúng ta có thể rút ra được nhận xét. Thời gian bắt đầu đông đặc của băng phiến là phút thứ 4. Nhiệt độ đông đặc của băng phiến là 80 độ C. Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi. Trong quá trình đông đặc, băng phiến tồn tại ở hai thể lỏng và rắn. Dựa vào bản kết quả thí nghiệm thì chúng ta có đồ thị như hình kế bên. Đây là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến. Cũng có hai cột, cột thẳng đứng là cột nhiệt độ, cột nằm ngang là cột thời gian. Thời gian ở đây của mình là 15 phút, mỗi ô cô sẽ lấy 1 phút. Nhiệt độ của mình là từ 60 độ cho đến 86 độ. Ở phút thứ 0, nhiệt độ đang là 86 độ. Đến phút thứ 4, nhiệt độ của băng phiến đang là 80 độ. Từ đây ta nhận thấy băng phiến đang có nhiệt độ giảm dần. Lúc này băng phiến hoàn toàn ở thể lỏng, được biểu diễn bằng đường thẳng nằm nghiêng màu tím. Sang giai đoạn thứ 2 là giai đoạn băng phiến đang có sự chuyển đổi từ thể lỏng sang thể rắn. Lúc này băng phiến có nhiệt độ hoàn toàn không thay đổi là 80 độ, nên ta được biểu diễn bằng đoạn màu đỏ nằm ngang. Băng phiến ở hai thể lỏng và rắn. Sang giai đoạn thứ 3 là giai đoạn băng phiến hoàn toàn ở thể rắn. Nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm từ 80 độ sang 60 độ. Băng phiến lúc này hoàn toàn ở thể rắn. Dưới đây là bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Dựa vào bảng số liệu này thì ta có thể đưa ra nhận xét. Các chất khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Ví dụ như thép sẽ nóng chảy với một nhiệt độ là 1.300 độ C. Nước sẽ nóng chảy hoặc là đông đặc ở nhiệt độ là 0 độ C. Wolfram có nhiệt độ nóng chảy rất là cao là 3.370 độ C. Đây cũng là lý do vì sao người ta chọn wolfram để làm dây tóc bóng đèn. Chúng ta bước vào phần ba la mã vận dụng. Câu C5, các em hãy quan sát đồ thị như hình bên. Đây là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất.
Và khi nhìn vào đồ thị này, cô đã biểu diễn cho mình bằng 3 màu khác nhau, đó là màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Mình sẽ đi tìm hiểu từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn được biểu diễn bằng màu xanh. Ở phút thứ 0, nhiệt độ của chất đang là âm 4. Và ở phút thứ 1, nhiệt độ của chất đang là 0 độ C. Như vậy thì từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 1, nhiệt độ của chất đang tăng lên từ âm 4 cho đến 0 độ C. Lúc này, đường biểu diễn sẽ được ký hiệu bằng đoạn thẳng nằm nghiêng màu xanh. Sang giai đoạn thứ 2, được biểu diễn bằng đoạn màu đỏ. Từ phút thứ 1 cho đến phút thứ 4, nhiệt độ của chất đều là 0 độ C. Nhiệt độ lúc này hoàn toàn không thay đổi, thì cái 0 độ C này sẽ được gọi là nhiệt độ nóng chảy của chất. Sang giai đoạn thứ 3 là từ phút thứ 4 cho đến phút thứ 7. Ở phút thứ 4, nhiệt độ của chất đang là 0 độ C. Sang phút thứ 7, nhiệt độ của chất là 6 độ C. Từ đây ta đưa ra được nhận xét. Nhiệt độ của chất tăng dần từ 0 độ C cho đến 6 độ C. Một chất nóng chảy ở 0 độ C thì ta sẽ dựa vào bảng nóng chảy của một số chất và biết được đây là chất nước. Đây là bức tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ. Thì ngày xưa ở làng Vũ Xá ở Hà Nội nổi tiếng với việc đúc đồng. Vào năm 1677, các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất của nước ta. Tượng cao 3,48m, có khối lượng là 4.000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội. Vậy thì trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng? Trong việc đúc tượng đồng sẽ qua hai quá trình. Quá trình đầu tiên là khi đun nóng là đồng trong lò. Thì lúc này đồng sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Đây là quá trình nóng chảy. Giai đoạn thứ hai, khi đồng nguội trong khuôn đúc, lúc này đồng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Đây là quá trình đông đặc. Như vậy thì trong việc đúc tượng đồng, chúng ta sẽ trải qua hai quá trình, đó là quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc. Câu hỏi tiếp theo, tại sao người ta dùng nhiệt độ nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ? Vì nước đã đông đặc hay nóng chảy đều ở 0 độ C và không thể thay đổi nhiệt độ trong suốt quá trình tan, nên người ta đã chọn nhiệt độ nóng chảy của nước làm mốc để chia nhiệt độ là ở vạch 0 độ C. Dưới đây là bài ghi của chủ đề sự nóng chảy và đông đặc. Các em ghi bài vào trong vở vật lý đầy đủ cho cô. Phần vận dụng các em làm lại cho cô câu C5, C6, C7. Đây là bài tập về nhà. Các em làm vào trong vở vật lý, sau đó nộp về cho cô ở địa chỉ mail cô đã ghi bên dưới. Dặn dò, các em nhớ chép bài vào vở vật lý, học bài sự nóng chảy và đông đặc. Các em làm bài tập và gửi lại giáo viên đánh giá thông qua mail, xem trước bài sự bay hơi và ngưng tụ.